Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua huyện Khoai Châu đã xử lý 7 điểm vi phạm bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Hiện vẫn còn một số bến bãi ở xã Tứ Dân, Đại Tập, Chí Tân, Nhuế Dương dù không phép nhưng vẫn hoạt động. Các bến bãi này đều chất tải cao hơn so với quy định từ 2 đến 4 mét. Vị trí chất chứa vật tư, vật liệu không đúng quy định, xây dựng bến bãi không theo thiết kế. Trong đó có bến bãi của doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Vi Vân tại xã Chí Tân, bến bãi của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tuấn tại xã Tân Châu, giấy phép hết hạn sử dụng nhưng vẫn hoạt động. Nhiều bến bãi không thực hiện nghiêm túc việc cấm bốc xếp quá tải cho các phương tiện vận tải. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng xe quá tải chạy trên đê, các đường giao thông. Một số trường hợp vi phạm làm cản trở dòng chảy, thay đổi chế độ dòng chảy gây mất an toàn cho hệ thống đê điều. Huyện Khoai Châu đang rà soát quy hoạch cấp phép theo quy hoạch các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các bến bốc xếp vật liệu xây dựng vi phạm, dẹp bỏ những bến bãi trong quy hoạch hoạt động không phép.